Thưa quý vị và các bạn, dù đã có nhiều cảnh báo về những ca lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là báo động về chủng virus SARS-CoV-2 mới, vẫn còn nhiều người dân chủ quan thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng trên địa bàn tỉnh bị lực lượng chức năng xử phạt. Vi phạm không đeo khẩu trang phòng chống y tế. Bây giờ qua cái vi phạm của anh đây thì lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đặng Hoàng Thanh Phong với lỗi vi phạm là không có biện pháp và không thực hiện biện pháp phòng dịch bệnh y tế. Theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 12 của Nghị định 117 của Chính phủ, mức phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông sẽ xử phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Với sự vào cuộc nghiêm túc chặt chẽ thường xuyên của lực lượng chức năng, đặc biệt là ngành công an, góp phần răn đe, nâng cao ý thức cho mỗi người dân khi đến nơi công cộng.